Nói thôi. Nói thôi. Ghê. Nhà của lóc à? Các bạn biến ở bao nhiêu hàng ở nhà nó lại không đóng với tôi. Vâng ơi, Vâng, mày không về à? Ừ, dạ. Tranh nó đóng một đống hàng ở nhà, nó bắt anh ra tìm mày về đóng hàng cho nó đấy. Ủa, em vừa đóng hàng em cũng mệt lắm rồi anh ạ. Thế ông im mẹ à mồm đi. Bên em bảo ngày trăm đơn rồi đấy, ủa. Em ngồi em đóng cái trắng trắng vào cùng vợ em rồi, không giờ nó lại bắt về. Ôi, về đóng nó tí đi. Mệt vãi, em đang ngồi em suy nghĩ cái gì để quay cái YouTube. Anh quay với em. Đây. Ô, anh định quay anh à? Ừ, thôi quay mày đi. Thế quay đi em kiểu em đang suy nghĩ cái chiêu vợ. Có cái cười nữa không? Không. Lần này bà cho cười ngàn thu rồi mà. Thôi. Anh suy nghĩ là kiểu làm chọc một tức cái lúc nó làm nhiều như này à. Chọc nó cho nó điên lên là nhằng mà nó dở luôn ấy nhỉ. Nó đuổi mẹ mày ra khỏi nhà. Đuổi phát đi luôn. Nó vừa bảo gì anh ấy. Nó kêu là bảo bây giờ một đống hàng này không đóng thì bây giờ một mình nó đóng sao được. Anh Tùng anh hỗ trợ đóng rồi mà vẫn không mấy đấy. Thế thì bây giờ như này. À, mày định đến như nào? Ghê anh em. Hôm nay tôi sẽ gọi là chôn con vợ tôi. Tôi vừa ra suy nghĩ một cái để tôi đăng YouTube này. Kiểu nhà vợ mình đang đóng nhiều hàng. Đóng để giả hàng TikTok ấy. Hôm nay nhà mình được 100 đơn anh em ạ. Cho nên là mình sẽ kiểu như là suốt ngày phải đóng hàng ấy. Đóng từ sáng đến giờ chưa xong 100 đơn. Cho nên là bây giờ tôi sẽ chôn vợ tôi để cho vợ tôi nó cay. Chôn vợ tôi để cho vợ tôi nó cay. Thảo thật đấy. Rồi, ok anh em, đi. Em cứ chung người, cứ kiểu là rinh người. Xem vợ mình nó phản ứng như nào khi kiểu vừa bán hàng mà vừa bị thằng chồng khốn nạn nó trêu. Mẹ mày khốn nạn vừa thôi. Thế anh em bây giờ let go và bây giờ mình cứ chung người nói linh ta linh tiên cho cay. Ừ, hoặc là mình phá được. Nó đang đóng mình phá. Điệt mạng. Đúng này. Đang đóng mình phá. Đúng rồi. Người làm đó được người phá. Người làm đó được người phá. Điệt mẹ ảnh áo luôn. Không đấy người ta gọi là không sợ đồng đội à, không sợ gì mạnh, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Đây là trong phá hàng của vợ cả đồng đội ngu đúng không? Ngu rốt. Tôi vừa này biết mặt luôn anh em ơi. Đúng không? Không chừa không nói gì. Ơ à, nope. Có gì? Mày đóng hàng đi có gì? Ôi mẹ con. Đi đâu rồi? Đây như này không nhanh lên kịp một chiều còn đi ra người ta nữa. Cái lần còn nữa đi đâu thế? Anh đi. Đi. Tôi còn gì đây? Hả? Cho xin nước anh. Đéo. Thằng khác. Ủa? Gì ạ? Ông bạn cay không? Khó chịu. Hả? Không tính mày đâu. Dạ. Không tính đâu. Anh ngồi em có cho em ngủ được một tí đâu. Đóng đi nhanh nhanh anh. Bây giờ là 4 giờ, 5 giờ là phải giao rồi. Còn đúng rồi này. Em còn đi đấy. Đóng hàng đóng này cũng đâu thì sao?
Đóng đi, anh cứ ngồi đấy còn lâu mới xong ấy. Được. Cái nào hết thôi, không bán nữa. Anh bị điên à? Anh làm đi, ông sập sốt rồi. Sập sốt. Thế anh giờ bao nhiêu hàng này không đi cho người ta nhá. Sập ngang cái xô anh đừng nói. Đang số này phải chơi gì nhá nhà nhỉ. Thế đến lúc đó mà xin tiền được chưa? Tôi tặng cậu một câu: sông có khúc, người có lúc, đừng bao giờ coi thường người khác. Đó bán nữa chị ạ. Chị nghỉ không? Làm nốt đi, hôm nay ngồi mai nghỉ. Không làm á? Không làm á? Làm đi. Đây này, một mình em và anh Tuấn thằng làm hết được cả đống đồ đồ. Đi bia đi, nhà đi. Chúng ta đang đi đâu? Anh bị chứng kinh à, một mình em làm không xong được. Anh bảo để em bị bực mình lên nhá. Anh bảo để em bị bực mình lên nhá. Hiện tại mình không làm điều ác, không được chửi tục. Nhưng mà bây giờ anh làm việc của anh đi. Việc của mình ở nhà còn đây thế này. Đồ. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Anh bị kia ngày đây mà có 50 đơn đây phải cả 200 đơn đấy chứ, sang 50 cái đầu anh ấy. Không đâu được. Làm đi. Ở nhà làm đi mà mình em làm nó không xong được. Không kịp giờ để ra người ta anh làm sao đấy nhở. Con mẹ mày thằng mặt lồn đi mẹ mày. Ở nhà không đi đâu hết, ở nhà làm hết đi, không đi đâu đi. Được. Này, đi. Đi rồi. Điên à? Ở nhà làm hết đi anh, không muốn một mình anh đâu nhá. Làm đi. Ôi dài ôi. Không có đâu. Làm đi. Nhưng mà mình em nói làm đi thôi. Đấy. Cho mày khá. Nhưng mà mình em không làm đâu, không làm đâu. Có này. Nói thôi, đi em. Ấy, con người một thằng bạn làm như thế. Ấy, nó bật mấy như thế mà. Thôi là mà. Vẫn đi. 200, 206 ở đâu đây? Láo trò rồi, vẫn đi. Thôi, đóng ai nhá, anh đi. Hôm nay mày bước chân ra khỏi đây một bước. Mày đưa hỏng anh trở về anh chưa? Tao ấy, gạch tên mày khỏi cửa đó luôn. Anh bị điên à? Anh có bị điên không? Đúng rồi. Điên mẹ thằng này không ngán nhá. Điên một phát bắn xong mày biết. Ở nhà đóng hàng cho em, anh nhiều hàng thế anh có bị dở hơi không hả anh ơi? Anh không muốn bán nữa. Anh không muốn đâu. Hai trăm. Đâu? 200 đơn anh. Anh bảo đây anh đóng hàng ngay cho em không? Tiền làm bao nhiêu, còn phải chi tiêu gì? Em đóng hàng, cùi nó đóng em. Con chó, mày đừng có mà bố láo. Cái gì vậy? Thôi, ở nhà đóng hàng đi đi. Em có như thế này, chứ rất là nhiều hàng đấy không? Để còn kịp cho, đi gọi được chưa nữa. Chưa ơi, đi gọi được chưa nữa. Ôi dài ôi. Cái nói của mày ấy này hả? Không, cái nói. Anh ở nhà đóng hàng không? Anh đi uống bia, anh biết chết không? Đóng hết nói luôn rồi. Đây nhá, đây này, mọi người nhìn thấy bao nhiêu hàng như này. Mấy trăm đơn này, tao bắt mình ở nhà đóng, mày có bị đỡ. Thật kinh khủng. Đây, điên rồi đấy nhá. Ở nhà em nói là ở nhà em đóng hết cái đống này đi. Mà nhưng mà mình không đóng xong đâu,
Nói đi thôi. Nói đi thôi. Ghê. Nhà của Lóc à? Đi. Cao à? Biến. Ở bao nhiêu hàng ở nhà nó này không đóng với tôi. Mày xỉn cái con dao này mà vẫn ngồi cạnh. Anh làm như thế em có giận anh không? Chả giận thì không làm gì nữa. Anh đừng kìa bao nhiêu hàng này kìa đi cho mình bài. Thằng danh con này chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nói thật. Em xin đỡ không ai biết giận. Lúc này cái hôm nay để đóng mình lấy không cần đi giận nữa. Không làm gì đâu. Đâu rồi cắt cho anh đâu. Đấy. Đấy anh ơi. Tôi phải cao cao người trên kia. Bao nhiêu hàng ở đây mọi người nhìn bao nhiêu hàng này cắt mình đóng một mình. Cô vẫn chết à? Từ đấy luôn. Thì anh em thấy không? Đây là hàng của tôi đang ra thôi. Anh quay video anh trêu chứ ai đi uống bia để vợ một mình đóng hàng. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thấy em đánh rồi con thấy đó. Tiến. Nói nghe một mình vậy. Quỳnh à? Xin dạy lúc trò. Ôi anh em, thì hàng nhà tôi đây nhá, đang chuẩn bị đi đơn rồi anh em ạ. Thì vợ tôi đang đợi đơn đóng hàng khác không? Tại vì anh biết tại sao nhà tôi đang nhiều đơn nhà đây mà. Đây là hơn 100 đơn hàng, nhà tôi hôm nay là săn xeo. Giảm 320k, giảm còn 140k ở trên TikTok nha anh em nhá. Anh bảo anh giảm ít thôi là nhiều đấy. Giảm nhiều thì mới có, để mới đóng. Ok. Thì anh em ạ. Thì ok anh em, hàng nhà mình đang được giảm giá 320k, giảm còn 140k anh ạ. Muốn mua hàng thì xem này là keo body trắng dai nhà mình đó anh ạ. Mà muốn mua hàng anh em lên TikTok gia đình chân tranh của mình. Anh em lên TikTok anh kênh gia đình chân tranh của mình, gia đình Hoàng Tranh Khải của mình. Đấy anh em đặt hàng nha em nhá. Ok anh em. Mình còn một sản phẩm nhá. Còn cả nhà đúng cái này bán từ năm ngoái bị lỗ ấy. Anh em mua hộ mình nhá. Đây quá 20.000 em nhá. Anh em mà muốn mua kem có đi lấm kết là mình ấy, cái này là dùng để trắng da nhá, anh em bôi vân cảm giác là trắng bật tông lên mấy da luôn anh em ạ. Ok anh em. Mấy da. Bật tông lên mấy tông luôn. Mình sẽ ở đây là cái link gọi là, à không phải cái link, đây là cái ID anh em ấn vào, anh em ấn nhảy copy lên phần tìm kiếm, anh em tìm kiếm nhá. Đấy, thì mình sẽ đặt ở cửa hàng. Thêm một ngày nữa là 140k, mình sẽ về lại giá 320k nha anh em nhá. Anh em muốn mua anh em nhớ bấm tay vào nhá em nhá. Ok, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đóng hàng cùng vợ mình nhé, cùng vợ mình có khóc. Thế nhiều quá em bắt đầu. Em mua ngày hôm nay là chỉ ngày ngày mai nó sẽ thành 120 đấy anh em ạ. Em phải mua ngay nhá. 120. 140 ngày mai mình sẽ về lại giá là 320k đấy. Ok, chào tất cả mọi người.